Hi guys, welcome back to layahai.com. Our lesson today is lesson CLIL Unit 5 Arts and Design. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh layahai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là phần CLIL, bài số 5, nghệ thuật và thiết kế. Trong bài học này, cô và các em sẽ cùng nhau học về hai kỹ năng đó là reading and listening, đọc và nghe. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Activity 1. Listen and repeat which of the material did they use to build each landmark 1 to 4 in the text. Read through to find out. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy lắng nghe và lặp lại. Những cái vật liệu sau đây thì đã được làm để xây dựng cho những cái danh lam thắng cảnh nào từ 1 đến 4 trong đoạn văn. Đọc nhanh để tìm ra đáp án. Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe về tên của những loại vật liệu này. Sau đó là chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi của đề bài. Five clear. Exercise 1. Page 98. 1. Marble. 2. Glass. 3. Brick. 4. Wood. 5. Steel. 6. Stone. 7. Plastic. 8. Bronze. Như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong nội dung của 8 loại vật liệu này. Thì bây giờ cô sẽ giải thích lại nội dung của những loại vật liệu này như sau. Đầu tiên, one, marble, có nghĩa là đá cẩm thạch. Two, glass, thủy tinh. Three, brick, nghĩa là gạch. Four, wood, nghĩa là gỗ. Five, steel, nghĩa là thép. Six, stone, đá. Seven, plastic, nhựa. Eight, bronze, đồng. Đó là nội dung của 8 vật liệu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lướt đoạn văn để tìm ra những danh lam thắng cảnh bên dưới đây thì được làm từ những vật liệu nào trong 8 vật liệu này. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn. Landmarks, các địa danh. 1. Nelson Column, London, UK. Cột Nelson ở London, nước Anh. Distal Statue of Admiral Horatio Nelson, a hero in the British Navy. Stand on the torn column, so its total height is 51.6 meters. There are three bronze lions at the base. Cái bức tượng đá này là của đô đốc Horatio Nelson, một vị anh hùng trong hải quân Anh, đứng trên một cây cột cao. Vì vậy, tổng chiều cao của nó là 51,6 mét và có ba con sư tử bằng đồng ở trên tượng. Vậy thì các em có thể thấy, với địa danh đầu tiên thì nó được làm từ đá. Và tiếp theo đó là sử dụng đồng để làm ba con sư tử ở trên. Địa điểm thứ hai, 2. Taj Mahal in Agra, Uttar Pradesh, India. Taj Mahal ở Agra, Uttar Pradesh ở Ấn Độ. Emperor Shah Jahan built this amazing marble building in memory of his mother. Mumtaz Mahal is the most popular tourist attraction in India. Hoàng đế Shah Jahan đã xây dựng nó bằng đá cẩm thạch tuyệt vời để tưởng nhớ đến người mẹ của ông ấy, Mumtaz Mahal. Nó là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Vậy thì với nội dung câu số 2 thì họ đã sử dụng đá cẩm thạch để xây dựng Taj Mahal ở Agra. Tiếp theo, 3. The pyramids of Giza, Egypt. The ancient Egyptians used stone pyramids as stone for their pharaohs. There are three at Giza, one for each of the pharaohs Khufu, Khafre and Menkaure. The largest pyramid, the Great Pyramid, was for Menkaure.
kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Người Ai Cập cổ đại đã sử dụng các kim tự tháp bằng đá làm lăng mộ cho các pharaoh của họ. Có 3 chiếc tại Giza, một chiếc dành cho các pharaoh Khufu, Khafre và Menkaure. Các kim tự tháp lớn nhất là đại kim tự tháp dành cho Menkaure. Vậy thì với nội dung vị danh thứ 3, đó là kim tự tháp thì nó được sử dụng bằng đá. Tiếp theo, for the Golden Gate Bridge, San Francisco, USA. Cầu cổng vàng San Francisco ở nước Mỹ, the Steel Bridge across San Francisco Bay opened in 1937. It is 27 kilometers long. Its bridge color, international orange, helps people see the bridge in the fog. Cái cây cầu thép bắc qua vịnh San Francisco được mở cửa vào năm 1937. Nó thì dài 27 km. Nó là một cây cầu có ánh sáng, international orange. Nó giúp cho mọi người có thể nhìn thấy cây cầu trong sương mù. Vậy thì địa danh thứ tư đó là cầu cổng vàng. San Francisco thì nó được làm từ thép. Vậy thì cô sẽ trả lời cho hoạt động số 1 như sau. Task 1. 1. They used a stone to build National Column. 2. They used a bronze to build a license at the base. 2 đó là Taj Mahal. They used the marble to build the Taj Mahal. 3 đó là kim tự tháp Giza. They used a stone to build the Pyramid of Giza. Pyramid. Of Giza. Và địa điểm cuối cùng đó là cầu cổng vàng. They used the steel to build the Golden Thì đây là toàn bộ câu trả lời của cô trong hoạt động số 1. Câu đầu tiên, they used a stone to build National Column, they used a bronze to build the license at the bay. Họ đã sử dụng đá để xây dựng cột license và họ đã sử dụng đồng để xây dựng những con sư tử ở chân đế. 2. They used a marble to build the Taj Mahal. Họ đã sử dụng đá cẩm thạch để xây dựng Taj Mahal. 3. They used a stone to build the Pyramid of Giza. Họ đã sử dụng đá để xây kim tự tháp Giza. 4. They used the steel to build the Golden Gate Bridge. Họ đã sử dụng thép để xây dựng cầu cổng vàng. Đó là nội dung hoạt động số 1. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ di chuyển đến Activity 2. Each text contains one incorrect fact. Can you see what is it? Listen to the radio quiz to check if you are right.
Yêu cầu hoạt động số 2 là trong mỗi đoạn văn thì sẽ chứa một sự kiện không đúng. Bạn có thể thấy nó là gì không? Nghe câu đố trên radio để kiểm tra xem bạn có đúng hay không. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại đoạn văn của chúng ta với 4 danh lam. Thì trong mỗi danh lam này thì chúng ta sẽ có một sự kiện không đúng. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe, sau đó là kiểm tra xem sự kiện nào là không đúng. Exercise 2, page 98. Welcome to Know Your Globe, our geography quiz. Today it's landmarks, and I want you to tell me if the following statements are true or false. First, Nelson's Column in London. It's made of stone, Tony. That's true. It is. It is indeed. It's 51.6 meters high, Janine. Exercise 2. Trời ơi, cái bụng của tôi. Exercise 2. Page. Exercise 2. Page 98. Welcome to Know Your Globe, our geography quiz. Today it's landmarks, and I want you to tell me if the following statements are true or false. First, Nelson's Column in London. It's made of stone, Tony. That's true. It is. It is indeed. It's 51.6 meters high, Janine. No, that's false. Sorry, Janine, it is in fact true. There are three lions at the base, Tony. No, there are four. Well done, Tony. 2 points for you. Now, let's move on to the Taj Mahal in Uttar Pradesh, India. Janine, it took 22 years to build. Without being sure, I'll say that's true. And it is true. 2-1. Tony, Shah Jahan built it to remember his mother. That sounds like it's true. But it isn't. He built it to remember his wife. Still 2-1. An easy one for you to draw level, Janine. There are three great pyramids of Giza, Egypt. Yes, there are. That's correct, and that makes the score 2-2. Tony, the largest of the pyramids was for the pharaoh Menkaure. False. It is false. It was for the pharaoh Khufu. 3-2. Now to the Golden Gate Bridge in San Francisco. They built it in 1973, Janine. No way. Correct, Janine. They built it in 1937, in fact. 3-3. It is 27 kilometers long, Tony. No, that's much too long. Correct, Tony. It's 2.7 kilometers long, actually. 4-3 to Tony. Janine, you need the next one to stay in the game. The bridge's color was chosen so it would be easy to see in bad weather. No, I don't think so. It's true, I'm afraid, Janine, and that means we have a winner. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong và cô cũng đã tìm ra 4 sự kiện không đúng trong đoạn văn này. Cô có sự kiện đầu tiên, đó là có 4 con sư tử bằng đồng ở chân đế chứ không phải là 3. Tiếp theo, đó là vị vua Shah Jahan thì đã xây dựng cái Taj Mahal để tưởng nhớ về người vợ của ông ấy chứ không phải là mẹ của ông ấy. Và tiếp theo, sự kiện thứ 3 đó là kim tự tháp. Thì cái kim tự tháp lớn nhất là dành cho Khufu chứ không phải là dành cho Menkaure. Tiếp theo sự kiện thứ tư đó là cái cầu bằng vàng nối San Francisco thì nó dài 2,7 km chứ không phải là dài 27 km. Thì đó là 4 sự kiện của chúng ta. Thì với nội dung hoạt động số 2, cô sẽ trả lời như sau. Task 2. 1. There are 3 lions at the base. Of National Column. There are 4.
Không phải có 3 con sư tử ở trên đế của Nation Column mà là có 4. Tiếp theo câu số 2. Shah Jahan didn't build the Taj Mahal for his mother. His mother. He's built it for his wife. Shah Jahan thì đã không cái Shah Jahan thì không có xây dựng cái Taj Mahal cho mẹ của ông ấy, mà ông ấy xây cho người vợ của ông ấy. Tiếp theo. Câu số 3. The largest pyramid of Giza wasn't the main court, it was for Khufu. The largest pyramid of Giza wasn't for main court, it was for Khufu. Largest pyramids of Giza wasn't for main court. It was for Khufu. Cái kim tự tháp lớn nhất của Giza thì không phải là dành cho main court mà nó là dành cho Khufu. Tiếp theo câu số 4. The Golden Gate Bridge isn't 27 km long. It's 2.7 km long. Giza 27 km long. Is 2.7 km long. Cái cầu cổng vàng thì không phải là dài 27 km mà nó dài 2,7 km. Đó là nội dung câu trả lời của cô trong hoạt động số 2 này. Thì sau đây, để có thể hiểu rõ nội dung của bài nghe và kiểm tra được đáp án của chúng ta trong hoạt động số 2, thì cô có một bài audio script về bài nghe như sau. Thì đây là nội dung bài nghe của chúng ta với ba nhân vật, đó là Man, người đàn ông, hoặc người phỏng vấn, Tony và Janine. Người phỏng vấn: chào mừng bạn đến với hiểu biết quả địa cầu của chúng ta. Và câu hỏi địa lý hôm nay của chúng ta đó là về các danh lam thắng cảnh. Và tôi muốn bạn nói cho tôi biết nếu như những câu sau đây là đúng hay sai. Đầu tiên đó là cột Nelson ở London. Nó thì được làm từ đá phải không Tony? Tony, đúng vậy. Nó được làm từ đá. Và người đàn ông nói rằng đúng như vậy. Nó thì cao 51,6 mét. Đúng không Janine? Và Janine nói rằng, không, điều đó là sai. Người đàn ông, xin lỗi Janine, nhưng đó là sự thật. Và có 3 con sư tử ở trên đế phải không Tony? Tony trả lời rằng, không, có 4. Người đàn ông, bạn làm rất tốt Tony, 2 điểm dành cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến Taj Mahal ở Uttar Pradesh, Ấn Độ. Janine, nó thì mất 22 năm để xây dựng phải không? Janine, nếu như không chắc chắn, tôi sẽ nói điều này là sự thật. Người phỏng vấn, à, và đó là sự thật. 2-1. Tony, Shah Jahan thì đã xây dựng nó để tưởng nhớ về người mẹ của ông ấy đúng không?
Tony. Nghe có vẻ như là đúng người phỏng vấn, nhưng mà nó lại sai. Ông ấy đã xây dựng để tưởng nhớ người vợ của ông ấy. Vẫn là tỷ số 2-1. Một câu hỏi rất dễ với cấp độ của bạn Janine. Có 3 kim tự tháp lớn Giza ở Ai Cập đúng hay không? Và Janine nói rằng vâng, đúng vậy. Người đàn ông, điều đó là chính xác và bà đã cân bằng tỷ số 2 đều. Tony, cái kim tự tháp lớn nhất là dành cho Pharaoh Menkaure. Tony, điều đó là sai. Người phỏng vấn, đúng, điều đó sai, nó thì dành cho Pharaoh Fuku. Tỷ số 3-2. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển đến cây cầu vàng ở San Francisco. Chúng được xây dựng vào năm 1973, đúng không, Janine? Janine, không. Không thể nào. Người phỏng vấn, chính xác, Janine. Nó được xây dựng vào năm 1937. Đó là một sự kiện đúng. Và tỷ số 3-3. Nó thì dài 27 km đúng không, Tony? Tony, không, điều đó là quá dài. Người đàn ông, chính xác, Tony, nó thì dài 2,7 km. Tỷ số 3-3, Tony. Janine, bạn cần đúng ở câu hỏi tiếp theo để có thể ở lại trò chơi. Màu sắc của cây cầu thì đã được chọn để mà nó có thể dễ dàng nhìn thấy khi mà thời tiết xấu, đúng không, Janine? Janine, không, tôi không nghĩ vậy. Và người phỏng vấn, không, điều đó là đúng. Thành thật mà nói, Janine. Và điều đó là chúng ta đã có một người chiến thắng. Thì đó là toàn bộ nội dung bài nghe của chúng ta. Với nội dung này thì các em có thể thấy câu đầu tiên đó là có 3 con sư tử ở chân đế là sai, mà nó có 4 con. Tiếp theo đó là vị vua Shahjahan đã xây dựng để tưởng nhớ người mẹ của ông ấy là sai, mà ông ấy xây dựng để tưởng nhớ người vợ của ông ấy. Tiếp theo, cái kim tự tháp lớn nhất là dành cho Pharaoh Fuku. Và tiếp theo, cái cây cầu cổng vàng thì nó dài 2,7 km. Đó là những sự kiện mà trong đoạn văn đã ghi sai. Thì cô đã hướng dẫn và giải thích chi tiết các đáp án của chúng ta rồi. Bây giờ cô và các em sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Và trước khi đến với nội dung hoạt động số 3 thì cô có một vài từ vựng trong đoạn văn như sau. Cô có từ vựng đầu tiên hero, anh hùng, in memory of, ghi nhớ, tưởng niệm, top, nghĩa là lăng mộ, connect, kết nối, fog, là sương mù. Thì bây giờ cô và các em sẽ di chuyển đến activity 3, working groups of 3, collect information about various landmarks around the world, under the heading name, location, history, interesting facts, repair poster. Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy làm việc theo nhóm 3 người, thu thập những thông tin về những danh lam thắng cảnh ở khắp thế giới với những tiêu đề, tên, vị trí, lịch sử hoặc là các sự kiện thú vị. Chuẩn bị là một tấm áp phích. Đối với nội dung này thì cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Thì đây là nội dung hoạt động số 3 của cô đã trả lời. Thì trong câu trả lời của hoạt động số 3 này, cô đã chọn 3 địa danh. Đầu tiên đó là tháp Eiffel. Name the Eiffel Tower, tháp Eiffel, location, địa điểm nằm ở Paris, nước Pháp. History, interesting facts, lịch sử và các sự kiện thú vị. It goes named after Gustave Eiffel, the engineer who designed the tower. This Eiffel Tower is 322 meters tall. Nó thì được đặt theo tên của Gustave Eiffel, một vị kỹ sư đã thiết lập ra cây tháp này. Và cái tháp sắt này thì cao 324 mét. Và địa danh thứ hai đó chính là Parthenon. Location, vị trí đó là ở Athens, Greece. Athens, Hy Lạp. History, interesting facts,
các sự kiện lịch sử thú vị. Is it almost 2,500 years old? They used marble to build it in honor of the goddess Athena. It took 9 years to build. Nó thì có gần 2.500 năm tuổi và họ đã sử dụng đá cẩm thạch để xây dựng nó nhằm tôn vinh nữ thần Athena và nó đã mất 9 năm để xây dựng. Cô có từ goddess, nữ thần. Honor, tôn vinh. Và địa danh thứ ba đó là Stonehenge. Đó là đá Stonehenge. Location, vị trí ở Wiltshire, England. Ở Wiltshire, nước Anh. History, interesting facts. Các sự kiện lịch sử thú vị. They probably built in between 2000 before century or 2000 before century. It consists of 30 enormous Saxon stone. They brought them to the site from around 25 miles away. Các sự kiện về đá Stonehenge này thì có thể là nó được xây dựng trong khoảng thời gian từ 3.500 năm trước công nguyên cho đến 2.500 năm trước công nguyên. Nó thì bao gồm 30 viên đá kim sa khổng lồ. Cô có từ Saxon là kim sa. Và họ thì đã đem chúng đến từ một địa điểm khá là xa, cách 25 dặm. Đó là nội dung hoạt động số 3 cô đã hướng dẫn các em với 3 địa điểm ở trên. Vậy thì đối với hoạt động này, các em có thể tìm hiểu thêm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở trên khắp thế giới và sau đó là tìm các sự kiện, vị trí của nó để hoàn thành bài tập này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến Activity 14. Look at all the group's poster. Which landmark do you find most impressive? Why? Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy suy nghĩ, nhìn vào các tấm áp phích của những nhóm khác và các em cho biết là bạn thấy địa danh nào là ấn tượng với bạn và tại sao. Thì đối với hoạt động này, cô sẽ hướng dẫn các em như sau. I think Stonehenge is the most impressive because it is so old and they brought the huge stone away. Và nội dung câu trả lời của cô như sau. I think Stonehenge is the most impressive because it is so old and they brought a huge stone away. Tôi nghĩ rằng đá Stonehenge là ấn tượng nhất bởi vì nó thì quá cũ và họ đã mang những viên đá lớn từ rất là xa. Đó là nội dung câu trả lời của cô. Thì các em có thể suy nghĩ ra câu trả lời của mình và điểm ấn tượng nhất của mình về những danh lam thắng cảnh từ nhóm của những bạn khác. Bây giờ thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ di chuyển đến Activity 5. Imagine you are at one of these landmarks. Write a postcard to your English friend about 50 or 60 words. Write about where you are, when you arrived, and what you did yesterday. Yêu cầu hoạt động số 5 là các em hãy tưởng tượng các em đang ở một trong những cái địa điểm danh lam thắng cảnh trên. Viết một tấm bưu thiếp cho một người bạn người Anh. Khoảng 50 đến 60 từ, các em hãy viết về nơi các em đang ở và các em đã đến đó khi nào và các em đã nhìn thấy và làm gì vào ngày hôm qua. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Task 5. Đầu tiên với một tấm bưu thiếp thì các em phải gửi lời chào hỏi. Hi Mary, và chúng ta sẽ gửi lời chào. Greetings from
Athens, Greece. I'm having a free time. We arrived at Athens 3 days ago. And visited some places. Yesterday we visited the Parthenon. It's the marble temple they built to honor the goddess Athena. It took 9 years to build it. It's 2,005 years old. It's amazing. Right back soon. Me. Đây là nội dung đoạn văn của cô. Thì sau đây cô sẽ giải thích như sau. Hi Mary, chào Mary. Greetings from Athens, Greece. Lời chào đến từ Athens, Hy Lạp. I'm having a free time. Tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời. We arrived at Athens 3 days ago and visited some place. Chúng tôi thì đã đến Athens cách đây 3 ngày và ghé thăm một vài địa điểm. Yesterday we visited the Parthenon. It's a marble temple they built to honor the goddess Athena. Hôm qua thì chúng tôi đã ghé thăm Parthenon. Nó là một ngôi đền bằng đá cẩm thạch. Họ đã xây dựng để tưởng nhớ đến nữ thần Athena. It took 9 years to build it. Nó phải mất 9 năm để xây dựng. It's 2,500 years old. It's amazing. Nó thì có khoảng 2,500 năm tuổi. Thật là đáng ngạc nhiên. Ray Bexun, hãy viết cho mình sớm nhé. Me. Thì đó là toàn bộ nội dung hoạt động số 5 cô đã hướng dẫn các em. Thì sau đây cô sẽ tổng kết toàn bộ từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này như sau. Cô có từ vựng đầu tiên Pyramid. Kim tự tháp. Từ số 2 Statue. Bức tượng. Từ số 3 Tom. Lăng mộ. Từ số 4 cô có từ Ancient. Cổ xưa. Từ số 5 cô có từ Hero. Anh hùng. Từ số 6 cô có từ In Memory.
Tưởng niệm ghi nhớ. Từ số 7, cô có từ impressive. Ấn tượng. Từ số 8, cô có từ sergeant. Đá kim sa. Từ số 9, cô có từ marble. Cẩm thạch. Từ số 10, cô có từ bronze. Đồng. Thì đó là 10 từ vựng. Ngoài ra thì cô còn có những từ vựng khác ở trong bài tập số 1 nói về các nguyên liệu thì các em có thể tham khảo lại. Như vậy là cô đã hoàn thành xong 5 bài tập trong phần GRL Unit 5 và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.